Tôi là bác sĩ Ninh và hôm nay thì tôi có một cái trường hợp khách hàng, bạn ấy bị những cái vết sẹo lõm trên mặt rất là nhiều và kèm theo đấy là có cái tình trạng mụn viêm, mụn bọc rất là nhiều ở hai bên tai dương. Thế thì nhân cái trường hợp khách hàng này thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút về cái cách mà chúng ta có thể dự phòng được những cái tình trạng sẹo lõm đấy. Chúng ta có thể bị mụn, có rất nhiều người bị mụn với những tình trạng khác nhau. Nhưng tại sao có những người bị những cái mụn là bọc rất là nặng, sau đó dẫn đến những cái tình trạng bị sẹo lõm rất là xấu về sau này? Thế thì các bạn có thể nhìn lên đây một chút, khách hàng lên một chút. Em quay sát vào đây một chút. Các bạn có thể thấy là ở phía dưới gò má là cái phần mà tôi vừa mới điều trị sẹo cho bạn ấy xong, và các bạn có thể thấy là tôi đã tách cái đấy sẹo cũng như là cái tiêm cái sản phẩm huyết tương giò tiểu cầu PRP vào. Và các bạn đồng thời các bạn có thể nhìn thấy ở trên vùng thái dương này, các bạn nhìn thấy rất là nhiều những cái mụn bọc này, và chính những cái mụn này trước đây ở vùng gò má này nó rất là nhiều và bạn ấy không có biết cách chăm sóc cũng như không có biết cách lấy những cái nhân mụn nó ra đúng cách, dẫn đến là việc là những cái mụn là bọc này nó bị nó cứ bị viêm đi viêm lại nhiều lần và nó dẫn tới hoại tử xuống phía dưới. Một trong những cái nguyên nhân mà nó dẫn đến cái tình trạng sẹo lõm, sẹo mất tổ chức ấy chính là cái mụn bọc này này, chính là chúng ta không lấy nó ra đúng cái thời điểm. Có nghĩa là sau cái giai đoạn mà mụn nó bắt đầu nổi lên, nó có những tình trạng viêm đỏ thì nó bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn là nó tạo thành những cái ổ mủ ở phía dưới, và chúng ta có thể nó bắt đầu chuyển sang giai đoạn nó hơi thâm một chút. Chính vì mụn bọc nó rất khó có thể là các bạn có thể nhìn thấy được những cái đầu cũng như là những cái vị trí nào nó mỏng nhất để các bạn nặn ra, nên là thông thường chúng ta hay sờ vào, chúng ta hay nặn hay bóp, nhưng mà chúng ta không có mở một cái lỗ để cho cái nhân nó dễ dàng đi ra, nên là nó sẽ vỡ xuống cái phần tổ chức ở phía dưới, cái phần tổ chức mà có cái collagen, có các cái sợi liên kết dưới đấy, dẫn đến là nhẽ ra thì chỉ là một cái tình trạng viêm do cái vi khuẩn cộng với lại cái bạch cầu của chúng ta thôi, nhưng mà nó lại dẫn tới là nó viêm và nó hoại tử luôn cả những cái mô liên kết, những cái collagen đấy, và dẫn tới là nó tạo thành một cái ổ mủ hoại tử bao gồm cả máu, cả mủ, cả vi khuẩn, cả collagen. Và sau khi mà chúng ta trích, chúng ta nặn ra thì chúng ta thấy là nó là một cái ổ mủ hỗn hợp. Và đây các bạn có thể theo dõi tôi, bây giờ tôi sẽ cái trường hợp này, đây là một cái trường hợp mà nó bị lâu rồi và bây giờ nó có một cái ổ bùng nhùng ở đây, như ở đây. Thì bây giờ tôi sẽ dùng một cái đầu kim để tôi mở đường để tôi lấy nó ra. Thế với những cái trường hợp mà mụn bọc như thế này ấy, thì các bạn nên chủ động để trích, mở đường để trích ra, nó lấy nó ra đúng cái thời điểm. Như là sau cái thời điểm viêm này, bây giờ nó tạo thành cái cồi, cái nhân phía trong rồi, chúng ta sờ vào bạn có thể hơi căng căng tức tức ấy, thì có nghĩa là cái áp lực ở trong nó rất là lớn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái đầu kim, có thể là đầu kim tiêm thường hoặc là một cái đầu kim trích. Chúng ta sẽ mở một cái lỗ, gạch một cái lỗ rất là sắc, rất là bén thì nó sẽ không tạo thành sẹo. Và chúng ta sẽ hơi hơi nói một chút nha em nhá. Đó, và các bạn nhớ là các bạn gạch nó rộng ra một chút. Đó, thì các bạn có thể thấy là cái mủ nó bắt đầu nó tự động được đẩy ra, có nghĩa là cái áp lực của nó, đó, cái áp lực của nó tự động đẩy cái ổ mủ ra luôn, và các bạn có thể thấy cả mủ cả máu. Và bây giờ mình sẽ nặn sạch nó đi. Thì nếu chúng ta chủ động được từ cái bước này thì nó sẽ không thể nào mà nó dẫn đến cái tình trạng hoại tử ở cái ở mụn đấy, và nó sẽ không dẫn đến hình thành cái sẹo lõm được. Dùng cái tăm bông chúng ta nặn nhẹ nhàng hai bên như này thì để áp lực trong cái ổ mủ nó đẩy cái nhân ra vào đây, và bạn có thể thấy là tôi sẽ lấy cái máu đi đấy, và các bạn có thể thấy là bên trong nó là một cái nhân hoại tử bao gồm cả sắc, bạch cầu, vi khuẩn cộng với lại cả máu, cả cái phần hoại tử khác. Thì đấy chính là cái nguyên nhân mà để tạo thành cái mà mụn, một cái sẹo rỗ sau này đấy. Nên là chúng ta phải biết những cái trường hợp nào chúng ta chủ động lấy sớm thì nó để hạn chế cái tình trạng đấy. Rồi, và chúng ta nặn thêm một chút nữa xung quanh một chút, nó nhẹ nhàng thôi để cho cái phần máu nó có chứa mủ, máu viêm nó ra ngoài hết, và khi vậy thì nó sẽ không có cái nguy cơ nó bị thành sẹo lõm. Rồi, rồi tiếp ở đây có một cái nữa, ở đây có một cái cũng lên nhiều lần rồi đúng không em? Nó lên nhiều lần, nhưng mà bây giờ cái này nó hầu như là mọi người để mà mọi người không quen ấy thì rất khó có thể xác định được nó ở đâu và chọc nó vào. Sau khi mà chúng ta
chủ động lấy được cái nhân hoại tử, cái nhân mủ viêm ở những cái mụn bọc, đặc biệt là những vùng thái dương này này ra rồi thì nó sẽ bắt đầu cái quá trình mà nó lành thương ở những cái vị trí mà nó bị hoại tử trước đó. Thì có những cái trường hợp mà những cái ổ mủ nó rất là sâu và nó ăn ra rất là rộng rồi. Bây giờ thì hiện tại sau khi nó lành thương xong thì chúng ta chưa nhìn thấy lõm ngay, nhưng mà sau cái thời điểm là nó bong cái vẩy đi, tầm khoảng 1 cho đến 2 tuần nó bong cái vẩy đi, thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là nó tự động nó lõm xuống. Và sau cái quá trình mà nó lõm xuống đấy, nó bắt đầu quá trình tái tạo đấy, thì chúng ta phải chủ động, chúng ta phải biết cách là chủ động đi điều trị những cái sẹo đấy luôn. Và một là chúng ta có thể là khi đấy chúng ta chỉ đơn thuần là lăn kim hoặc là phi kim vào, cộng với lại có những cái sản phẩm tế bào gốc, như ví dụ như là tôi thường dùng cái huyết tương dầu tiểu cầu như thế này để tôi điều trị cho khách hàng. Và những đừng có em đừng sờ tay đây. Và những trường hợp đấy thì nó rất là nhanh hồi phục. Cộng với là một cái nữa là gì, chúng ta ăn uống chúng ta phải để ý là ăn uống rất là đủ những cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein, đặc biệt là vitamin C cũng như là các cái yếu tố khác như là kẽm, như là sắt, để cho cái quá trình mà cái sợi collagen, những cái mô ở đấy nó phục lên được tốt nhất. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta ăn uống đã không đủ này, chúng ta không đưa đi chỗ sớm này, chúng ta không bổ sung những cái vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm A, C, E, là những cái vitamin mà rất là quan trọng cho quá trình mà lành thương cũng như là tăng trưởng cái collagen ấy, thì nó sẽ làm cho chúng ta có nguy cơ bị sẹo lõm nó cao hơn rất là nhiều. Đấy là hai cái điều mà chúng ta cần phải chú ý. Thế là có thể tóm lại là để mà chúng ta phòng được những cái sẹo lõm, những cái sẹo mà bị mất tổ chức ở những vùng thái dương do những cái mụn bọc của chúng ta bị, thì các bạn hãy nhớ một chút, mình sẽ nhắc lại một chút. Một là chúng ta cần phải đi chủ động lấy những cái nhân mủ, nhân hoại tử đấy ra đúng cái thời điểm, tức là sau cái khi mà cái mụn nó viêm đỏ nó được tầm khoảng 3 đến 5 ngày là và nó bắt đầu hết cái đỏ đấy, thì có những trường hợp nó tạo nên cái cồi nó đẩy lên, hoặc có những trường hợp nó không tạo nên cồi, khi đấy chúng ta phải chủ động trích rạch nó ra để nó không bị hoại tử. Cái giai đoạn thứ hai là sau khi mà trích rạch nó ra rồi là cái giai đoạn hồi phục của nó, thì chúng ta phải chủ động là chúng ta đi điều trị cái sẹo, kích thích cái sẹo đấy, nuôi dưỡng cái sẹo đấy bằng dinh dưỡng, bằng PRP, bằng bổ sung các cái sản phẩm như vitamin A, C, E để tạo điều kiện cho cái lành thương, cho cái mô, cái tổ chức collagen ở cái sẹo đấy nó được phát triển lên được tốt nhất. Thì đấy là những cái chia sẻ của tôi để giúp cho các bạn, có thể là những trường hợp những bạn nào mà bị sẹo lõm mới bị mụn mà bị sẹo lõm, hoặc là những người nào mà rất dễ bị những cái mụn bọc ấy, thì có thể lưu ý một chút để dự phòng những cái sẹo lõm sau này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà các bạn có những cái trường hợp nào hay có những vấn đề câu hỏi nào liên quan đến điều trị mụn hay điều trị sẹo lõm, thì có thể là comment xuống phía dưới video và tôi sẽ làm những cái chia sẻ khác để có thể chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của bác sĩ Ninh. Để nhận các video tiếp theo của bác sĩ, bạn hãy bấm vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc xem các video tiếp theo ở ngay góc bên trái hoặc góc bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ.